Bộ Tài chính vừa có quyết định số 1335 bổ sung 29 chế độ báo cáo định kỳ để tích hợp đưa vào hệ thống thông tin của Bộ trước ngày 30 tháng 10. Danh mục các chế độ báo cáo này thuộc các lĩnh vực quản lý nợ, đầu tư, quản lý giá, ngân sách, bảo hiểm và kế toán kiểm toán. Sau khi bổ sung 29 chế độ báo cáo định kỳ để điện tử hóa, thì tổng số chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đề xuất điện tử hóa để tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo là 93 chế độ báo cáo định kỳ, đáp ứng yêu cầu nghị quyết số 17 về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử.